Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn dòng sản phẩm này. Ta sẽ nói sơ qua một số đặc điểm như sau. Dòng máy này có những gì đặc biệt? Còn những thứ khác, tại sao không thể so sánh với máy in này? Chúng ta hãy in ảnh trước để mọi người xem. Xem xét sự chuyên nghiệp của bức ảnh. Bức ảnh thể hiện ra hiệu ứng gì? Có sống động, sắc nét hay là không? In xong rồi, chúng ta hãy xem kết quả in ấn. Đây là in ấn trên giấy dài. Máy này có thể in ấn tới 2 mét là dài nhất. Được rồi, chúng ta hãy xem in ấn các bức ảnh khác để mọi người có cái nhìn trực quan hơn. Tôi đã phóng to một bức ảnh. Tại sao lại sử dụng dạng chuyển màu nhẹ như vậy? Dạng chuyển màu nhẹ được sử dụng để tái hiện độ tương phản cao của máy in. Đây là một thử thách riêng biệt. Chúng ta cần kiểm tra từng bức ảnh một cách cẩn thận. Bạn hãy xem đây là một máy in dành cho gia đình. Nó bắt đầu xuất hiện sự lệch màu với các màu nhạt như thế này. Tuy nhiên, nếu không có điểm so sánh, tôi sẽ bỏ bức ảnh này đi. Mọi người thấy bức ảnh này rất đẹp phải không? Nhưng nếu có điểm so sánh, bạn sẽ nhận ra sự khác biệt. Hãy so sánh cẩn thận các chi tiết. Với máy in 6 màu, bạn không thể thấy được các đốm trên bức ảnh này. Hãy xem máy in 4 màu này. Bạn có nhận thấy sự xuất hiện của các đốm không? Hình in cho ra rất sắc nét.